Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải một số câu vận dụng thuộc chương 1, cơ chế di truyền và biến dị. Câu 1, gen A có phần trăm, A là 20%, thì đây là một dạng bài tập về ADN, ARN. Trên phân tử mRNA tổng hợp từ gen A thì có phần trăm U và G cho X, thì xác định số nu của loài G của gen. Thì mình nhớ có công thức ha. Phần trăm của A trên cả gen sẽ là phần trăm của UM cộng phần trăm của AM chia cho 2. Nhớ phần trăm là chia, bởi vì nó có mối liên hệ với theo nguyên tắc bổ sung như sau. Mạch 1, cô ví dụ mạch 1 là mạch gốc đi, A1, T1, X1, G1 thì nó có mối liên hệ với mRNA như sau. Theo nguyên tắc bổ sung, A thì sẽ liên kết với UM, T thì liên kết với AM, X là GM và G là XM. Đó. Thì phần trăm của A sẽ là phần trăm của U cộng phần trăm của AM chia cho 2. Và ở đây người ta cho mình này, UM 15%, GM 25%, và nu XM này là 490 nu. Để từ đó mình sẽ suy được số nu phần trăm của AM. Bởi vì phần trăm của A mình có rồi nè, ở đây là 20%, phần trăm của U là 15. Vậy có thể suy được, từ đây mình sẽ suy được phần trăm của AM đó là bằng 2 nhân cho 20 và trừ cho 15, là ra 25%. Đây chính là 25%. Mục đích của mình sẽ đi tìm số nu của loại G. Thì giả sử mình có số nu của toàn mạch, mình có số nu của từng mạch, mạch A1, cô đang ví dụ mạch gốc A1 đi, thì mình sẽ xác định được số nu của loại G. Từ đây mình sẽ suy ra được phần trăm của XM. XM là tổng, 4 cái này là 100%, thì XM là bằng 100 trừ cho 65 là 35%. Và suy ra được số nu của mạch mRNA. Nó chiếm 35% mà nó là 490 nu, thì số nu của cả cái mạch ARN này sẽ là 490 nhân 100 chia cho 35 là bằng 1400. Đó, 1400 nu, mà số nu của gen là như thế nào? Số nu của cả gen, gen A là gấp đôi lên, 2 nhân cho 1400 bằng 2800. Và G này chiếm bao nhiêu? Phần trăm G là bằng 30%. Người ta cho A là 20 rồi, thì A cộng G bằng 50, G bằng 30, thì suy ra số nu loại G bằng 30 nhân 2800 chia 100 là bằng 840. Nhớ 30 nhân cho 2800, 30% chia 100 là bằng câu B, 840 nu. Và chỗ này là mình nhớ công thức là làm được. Phần trăm của A trên toàn gen thì sẽ là phần trăm của U cộng phần trăm của AM chia cho 2. Câu 2, một gen có 1200 cặp nu, thì từ đó mình xác định được số nu của gen là 2400 nhân 2 lên. Số nu loại G chiếm 20%, thì từ đó suy ra được G là bằng 20% của này lên là sẽ bằng 480. G thì sẽ bằng X. Từ đó suy ra luôn được A bằng T bằng 30% là 720. Rồi, cho mạch 1 là có 200 nu loại T. Mạch 1 có T1 bằng 200. T1 chính là bằng A2. Có gì nữa nè? Số nu loại X chiếm 15% số nu của mạch. Vậy mình cũng biết được X1 này 15% của mạch. Mạch 1 thì một mạch chỉ là 1200 nu. Mà 1200 mà nhân 15% lên. Nhớ ha, số nu của một mạch, tổng số nu của mạch 1 này 1200. X nó chiếm là 15% bằng 180 nu, thì bằng X chính là bằng G2.
Rồi tới chưa biết, ở đây mình sẽ là G, G1 và A1. Đó. Nhưng ở đây người ta cho cái gì? Số nu loại A rồi. A là bằng gì? A bằng A1 cộng A2. T bằng T1 cộng T2. Thì chỗ này A1 sẽ bằng T2. Và mình sẽ biết được là A bằng A1 cộng A2. Mà A1 đã có rồi, cho nên suy ra A2. A2 có rồi cho nên suy ra A1 là 720 trừ 200 là bằng 520. Nhớ ha, A bằng A1 cộng A2. A2 có, suy ra A1 520. Từ đó G cũng vậy. G bằng G1 cộng với G2. Mà G2 180, vậy G1 sẽ là 300. Mình lấy 480, G bằng G1 cộng G2. Và mình đã có hết tất cả số nu. Thì người ta hỏi mạch 1 có A xẹt G ha, cái này là A trên G. Mạch 1 là A1 trên G1. A1 là 520 trên G1 300. 520 chia 300 thì bằng 26/15. Câu 1 sai. Mạch 2 A mạch 1 T cộng X trên A cộng G thì mình lấy nè. Mạch 1 mà, T cộng X 200 cộng 180 chia cho A cộng G, A1 cộng G1 là bằng 300 chia 520. Cứ cộng lại thôi, mình đã có hết rồi ha. Thì đúng, cái này đáp số là 19 và 41 đúng. Ở mạch 2, A2 chia X2, A2 là 200 chia X2 là 300, là 2 phần 3, 200 chia 300. Đúng ha. Ở mạch mạch 2, A cộng X thì mình lấy thôi. A cộng X là lấy 200 cộng 300 là 500, chia cho T cộng G cộng lại là 700 thì là 5 phần 7 đúng. Vì vậy có 3 ý đúng ha, 2, 3, 4. Đáp án là câu B. Rồi, câu 3, một đoạn ADN có cho chiều dài thì mình sẽ tìm được số nu. Số nu là bằng 2 nhân L chia 3.4 và luôn đổi L ra angstrom. 1 nanomet bằng 10 angstrom cho nên là 2 nhân 4080 chia 3.4 sẽ bằng 2400 nu. Gen này có 2400 nu và cho biết cái gì? Phần trăm nu loại A và trừ cho phần trăm nu loại G bằng 30%. Và phần trăm A cộng G thì cũng biết rồi bằng 50%. Từ đó mình sẽ suy được số nu của mỗi loại. A, phần trăm A sẽ bằng là 40%. Phần trăm G bằng 10%. Từ đó suy ra được A bằng T. 40 nhân cho 2400 là bằng 960. G bằng X bằng 10 nhân cho 2 là 240. Đó là mình đã có số nu từng loại hết. Bây giờ người ta cho trên mạch thứ nhất. Mục đích mình đọc và mình biết chắc chắn cái tiệm này ha. Thứ nhất của đoạn ADN có đây mạch 1. Mạch 1. Thì A1 nè bằng 360. Gì nữa? G1 140. Khi gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 1200 U. Thì cho các phép biểu về phát biểu nào đúng ha. Thứ nhất, đoạn ADN chứa 2400 cặp nu là mình mới ra là 2400 nu chứ không phải là cặp nên sai. Rồi đoạn ADN trên tự sao là nhân đôi liên tiếp 3 đợt còn môi trường nội bào cung cấp 6720. Khi mà nhân đôi như vậy thì T mình đã có rồi, T của môi trường bằng T nhân cho 2 mũ 3 trừ 1. 3 lần nhân đôi 3 lần 2 mũ 3 trừ 1. T có rồi. Lấy 960 nhân cho 2 mũ 3 là 8 trừ 1 là 7. 960 nhân 7. Đúng bằng số này cho nên đúng. Ý thứ ba, quá trình phiên mã của đoạn này cần môi trường cung cấp 720A. Thì bây giờ khi một gen chưa biết mạch nào là mạch gốc hết, mình phải xác định được mạch nào mạch gốc để nó phiên mã.
dựa vào dữ kiện là người ta cho là khi mà phiên mã thì môi trường nội bào cung cấp 1200 U. À, thì U môi trường của mình nó sẽ bằng số lần phiên mã của ví dụ K nhân nó liên kết với U thì liên kết với gì? U thì sẽ liên kết với A. À, bây giờ mình coi mạch nào là mạch gốc mà người ta cho mình là 1200. Bây giờ mình có hết hai mạch, một có hết rồi. T1, X1, A1. Cái này sẽ là bằng với T2. Cô viết ra hai mạch để chúng mình xem là nó là mạch nào, mạch gốc luôn ha. X2, mấy em nên viết hai mạch như thế này. T thì là A2 và X này là G2. Đó. Mình đã có A cộng T bằng 960, cho nên suy ra luôn được là T1 nó sẽ bằng lấy 960 trừ 360 là còn 600. G1 cộng G2 bằng G240, thì G1 bằng 140, G2 là 100. Đó. Thì cái U môi trường của mình nó phải liên kết với A. Thì cái nào A? Ví dụ mạch 1 là mạch gốc, A là 360, thì chia lại là không chọn. Có nghĩa là nó phải, cái số này phải là số nguyên mà chia ra không nguyên, cho nên mạch 1 không phải là mạch gốc. Mà giờ mình xem mạch 2 nè. Mạch 2 A là 600, thì K này chính là bằng 2. Đó, vì vậy mình mới suy ra mạch 2 là mạch 2 nè, là mạch gốc. Mạch 2 mạch gốc. K này là 2 lần phiên mã. Vậy bây giờ mình biết phiên mã là mạch 2 mạch gốc rồi. Vậy cần bao nhiêu A? Thì A môi trường sẽ bằng 2 nhân cho A thì liên kết với T, T2. 2 nhân 360 thì bằng 720, đúng. Trên mạch gốc ADN có chứa 280X. Mạch gốc ADN, mạch gốc là mạch 2, thì X là 140 chứ không phải cho 280. À, 140. Cho nên có 2 ý đúng, 2 và 3. Câu 4. Cho gen có chiều dài và số liên kết hydro là mình đã xác định được số nu của từng loại của gen B này rồi. Chiều dài. Cho chiều dài thì suy ra được N. 2L chia 3.4 đổi đơn vị angstrom 2 nhân 2210 chia 3.4 bằng 1300 nu. Và số liên kết hydro N là gì? Là 2A cộng 2G. 1300. Số liên kết hydro H chính là 2A cộng 3G. 1669. À, từ này mình sẽ suy được A và G. G là lấy H trừ cho N. 369 và A sẽ bằng 281. Đây là của gen B hết nha. Là gen B chưa đột biến. Bây giờ từ một tế bào chứa cặp B lớn B nhỏ qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường đã cung cấp cho cặp đôi này là nu loại T là 16. Có nghĩa là T môi trường sẽ bằng gì? T của cặp B lớn B nhỏ. Ở đây chính là T B lớn cộng T B nhỏ nhân cho 2 mũ 2 trừ 1 2 lần phân bạc bằng 1689. Mà từ đây mình sẽ suy ra được T B lớn cộng T B nhỏ sẽ bằng 1689 chia cho 3. 2 mũ 2 trừ 1 là 3, là ra là 563. À, mà TB lớn mình đã có rồi, ở đây T chính là bằng A, G bằng X. 2 trừ 281 thì TB nhỏ trừ ra là 282. Còn cái thứ hai người ta cho mình là nu loại X. X môi trường sẽ bằng X của B lớn B nhỏ nhân 2 mũ 2 trừ 1 bằng 2211. Từ đó suy ra X của B lớn cộng X của B nhỏ. Mình muốn xác định được dạng đột biến nào thì mình phải đi tìm trước và sau, số nu của loại đó trước và sau để mình xác định được dạng đột biến ha. Hai hai một một chia cho ba là ra 737. Từ đó mình xác định được XB nhỏ là 368. T là ban đầu B lớn là 281, bây giờ lên 282 nghĩa là được tăng lên 1. G với X từ 369 mà còn có 368 là giảm 1, chính là đột biến thay thế cặp GX bằng AT cậu B ha.
Câu 5. Một đột biến điểm xảy ra giữa A, A lớn thành A nhỏ, trong đó chuỗi M này bị thay đổi cấu trúc dẫn tới thay đổi một axit amin từ A, G này thành G ly. Thì A, G mình viết trước có bao nhiêu bộ ba nè. Đây là cách mình sẽ làm ha, mình viết ra. Cái axit amin này do mấy bộ ba quy định XGX, XGU, XGA và XGG. Sau khi đột biến, đây là từ gà thành G ly, được thay bằng axit G ly. Đó là gì? Mình viết cho nó khớp ha, là G, G, U nè, G, G, X nè, G, G, A, G, G, G. À, thì mình nhận thấy nó chỉ khác ở một bộ 3 trên mRNA. Đây là cô đông ha, bộ 3 mã hóa. Trên mRNA đã thay thế gì? X đã thành G. Vậy chú ý đây là đột biến trên gen. Nhiều bạn cứ lấy A, X, G nghĩa là thay X bằng G là sai liền, mà phải chuyển qua mạch gốc của gen. Mạch gốc của gen G này chính là X. À, X là G và G đã biến thành X. Có nghĩa là đột biến thay thế cặp G, X thành X, G. Đó. Thay G, X thành X, G. Chứ không phải đọc ngược lại. Mấy bạn cứ thấy A, X, G là thay X, G là sai, mà phải làm trên mạch gốc của gen. Vì vậy mình sẽ biết được A có chiều dài thì A lớn, A nhỏ thì cùng chiều dài, đó là đột biến thay thế. Đúng. Ý 2, nếu A phiên mã một lần, môi trường cung cấp 150U thì A nhỏ phiên mã một lần 150U, đúng. Bởi vì đột biến này nó không liên quan gì AT, U gì hết, đúng không? U là liên kết với A, mà giờ A nó không thay đổi cho nên là cũng như vậy. Nếu A phiên mã một lần, môi trường cung cấp 200X. Khi mà A phiên mã thì X này liên kết với G. Cung cấp 200X, X này sẽ liên kết với G trên mạch gốc. Mà G mạch gốc ở đây mình thấy gì? G thay bằng X cho nên G giảm. X sẽ thay, mình chú ý ha, X liên kết, đây là X môi trường, X môi trường liên kết với G, mà G của mình bị giảm đi 1, thay G X bằng XG mà, cho nên bị giảm 1, vì vậy là số nu loại X cũng sẽ giảm theo, giảm 1, 199 cho nên đúng. Câu này cô cái đáp án này cô gạch này bị sai này nha, cô gửi mấy em đó nó bị sai. Nếu A lên A nhân đôi một lần môi trường 600X, nhân đôi một lần tạo 600X, thì A nhỏ nhân đôi một lần cũng cần môi trường cung cấp 600X. Mình thấy A khi mà nhân đôi thì A nó gen A nhân đôi X, nhân đôi là mình cả hai mặt đều làm khuôn. Thì bây giờ đột biến mà thay thế GX bằng XXG, XG này nó không làm thay đổi tổng số nu, tổng số nu X cũng như vậy. Chỉ có là trên phiên mã mới thay đổi, còn nếu nhân đôi là không thay đổi gì hết. Bởi vì XG, GX thì tổng số nu loại G cũng như ban đầu, tổng số nu loại X cũng vậy. Cho nên cái này đúng ha. Nhớ nhân đôi thì không ảnh hưởng gì, chỉ có phiên mã là bởi vì một mạch, mạch gốc, mình chú ý mạch gốc nó có sự thay đổi thôi. Vì vậy ở đây mình sẽ có cả bốn đáp án đều đúng. Câu B ha. Câu 6, dưới đây là trình tự mạch mã gốc của một đoạn gen mã hóa một chuỗi polypeptide gồm 10 axit amin. Thì khi mà người ta cho cái chuỗi này thủy phân thì người ta thu được số axit amin tương ứng trừ bộ ba đầu tiên mã hóa methionine, cái này nè. TAX là mã hóa methionine bỏ ra. Thì số lượng axit amin như sau. Ở bài này mình chỉ cần đếm có bao nhiêu bộ đó thì tương ứng với cái số axit amin. Ví dụ GGT, GGT là 1 nè, 2 nè, 3 nè, có nghĩa là 3 nè. Cái này thuộc cái nhóm là 3. Thì chỗ này cô đông tương ứng. Này trên mặt gốc thì là triplet tương ứng là G, GT. Rồi tới XAA, XAA mình có mấy cái? 2 XAA thì chắc chắn nó sẽ nằm ở đây, bộ này là thuộc 2 nè. XAA.
Rồi TXT, TXT 1, 2, 3, 4. 4 thì nó nằm ở dưới này, TXT. Đây là 4, có 4 cái. Và GAG, có 1 thôi thì thuộc ở trên này, GAG. Cần đếm ha. Thì nhận xét nào đây? Đúng, bộ 3 GGT. GGT, mã hóa cho loại Z là sai, GGT là loại Y. GAG, mã hóa cho V kép. GAG đúng. Trình tự chính xác của chuỗi polypeptide mình tra lên thôi. GGT Y XAA là X. Đó, cứ như vậy mình đếm thì đúng là cái này đúng chuỗi của nó ha. Cứ thế lên trên này có sẵn hết rồi. Trên mạch mã gốc chỉ có duy nhất một điểm xảy ra đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc. Bộ ba kết thúc ở đây là gì? UAA, UAG, UGA thì tương ứng với triplet nào? U A T T A T X A X T. Đó. Thì mình xem những cái bộ ba trên này cái nào mà thay một đột biến điểm, thay thế một nu thì biến thành bộ ba kết thúc. Ở đây mình thấy chỉ có TXT. TXT này nếu đục thay cái T này thành A thì sẽ biến thành bộ ba kết thúc, đúng không? Nhưng mà ở đây có mấy điểm? TXT này có 4 điểm ở trên chuỗi, cho nên là không thể nào mà nó chỉ có duy nhất một vị trí ra sai. Có 4 vị trí nó có thể làm xuất hiện bộ ba kết thúc. Ví dụ như TXT chỗ này đột biến thay T này bằng A vào thì là bộ ba kết thúc. Hoặc chỗ này, hoặc chỗ này, hoặc chỗ này, hoặc có 4. Vì vậy có 2 ý đúng. Câu 7, cho biết mạch gốc của gen có trình tự như thế này. Rồi cho các đột biến thay thế cặp AT vị trí số 12, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Cặp này vị trí 12 thành gì? GX thì là đột biến trung tính. Thì mình viết ra trước đột biến là gì? Trước đột biến là TAA. TAA mã hóa cho bộ ba gì? T là A, U, U. Còn sau đột biến, TA biến thành G, TAG. A biến thành G, cho nên nó là A, U, X. Mình xem hai bộ ba này, A, U, U và A, U, X đều mã hóa cho Y. Đó, cho nên ý một đục. Đó là đột biến trung tính, nó không thay đổi gì hết. Ý thứ hai, đột biến thay AT cặp thứ 6. Đây là những dạng bài mình làm cẩn thận là ra ha, nó không khó. Thứ 6 là đây. GXA biến thành G. À, bất kỳ loại nu nào. Có ví dụ A thành T. Thì GXA đầu tiên nó sẽ mã hóa cho gì? X, G, U. Còn nếu biến thành T, G, A, X, G, A. Ví dụ nó biến thành G, thì lúc bây giờ là X, G, X. Biến thành X, thì X, G, G. Thì cả 4 bộ ba này G, X đều mã hóa cho arginine. À, cho nên có thay thế cái nào cũng được hết. Vì vậy cũng là đột biến trung tính. Thay thế nu nào cũng là đột biến trung tính, cho nên đúng. Câu 4, đột biến AT vị trí thứ 6 bằng GX thì đột biến trung tính là đúng rồi, mình mới làm ở trên. Cặp nào cũng được hết. Ý thứ 4, đột biến thay GX ở vị trí thứ 13. 13 thì mình tra lên trên này. 12, 13 là GGG thành gì? X. GGG thành XGG. GGG thì sẽ thành là XX. Còn XGG này sẽ là G XX. Mà XXX là quy định cho Bro. Còn GXX này nó khác ha. Ở đây khác. Thực ra cái câu này nó bị nhầm nè. Người ta cho mình cái đề bị nhầm nè. XUU thì đáng lẽ chỗ này sẽ thay bằng A, AT. À, thay bằng AT để nó ra là cho mình là U, XX thì lúc đó là serine nha. Có nghĩa là thành một cái bộ ba khác. Vì vậy cả 4 câu đều đúng.
Đấy, câu 8. Cho biết cô Đông, tuổi mặt, hai mặt, thì mặt nào là mặt gốc? Xác định mặt nào mặt gốc thì mình dựa trên cái này nè. Axiom. Wow, mình phải xác định được MARN. Cái này tương ứng với MARN nào? Thì mình giả sử mặt 1 là gốc, mình đếm nè, trừ cái G ra. Bắt đầu từ GAA, cô xin lỗi, GA mình tách ra, tách ra từng bộ 3. Đó, có 6 axit amin tương ứng với cái này. GAA thì sẽ biến thành cái gì? XUU. Nếu mà mặt 1 mặt gốc thì là XUU nè. Nó sẽ tương ứng mặt dưới XUU rồi U G, G. Thì mình viết ra đoạn mạch MARN ra. Tương ứng với MARN là gì? X, U, 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 G, G, X, G, U, U, G, X, rồi X, A, G, U, U, X. Thì ở đây mình sẽ thấy là tương ứng với từng cái axit amin y chang với cái đề. Lâu nè, chip nè, U, G, G nè. Đó. Thì mình xác định được đây là mạch 1 là mạch gốc. Nếu nó không đúng thì mạch 2. Đúng không? Mạch 2 gốc thì là mạch 2. Còn ở đây đúng rồi thì mạch 1 là mạch gốc. Cho nên ý 1 sai. Mạch 1. Ý 2, nếu đột biến thay thế AT bằng GX ở vị trí thứ 9. Đột biến thay thế AT bằng GX ở vị trí thứ 9 thì alen mới tổng hợp này thay đổi một axit amin so với chuỗi. Bây giờ mình xác định nó nè, bộ ba gì? Nếu mà thay GXA, bộ ba GXA này. GXA thành gì? GXG. Không, mà GXA là ra cô đông gì? XGU. Còn bên này là XGX. Hai cái bộ ba này cùng mã hóa cho mình nhìn ở trên chính là XGU, XGU, AGA, cái này cùng mã hóa cho một axit amin, cho nên ý 2 sai. Nó không đổi ha, đây thay đổi một axit amin là sai. Rồi ý 3. Nếu đột biến thay thế cặp GX bằng AT vị trí số 13 cũng làm tương tự như vậy. GX ở vị trí thứ 13 thì đầu tiên là gì? 13 ở đây là gì? G, TX. Nó thay thành gì? G này thay thế bằng A vào A, TX. Thì G, TX mã hóa cho axit amin gì? X, U, G. Bên này là A thì biến thành U, T là A, U, A, G. UAA, UAG và UGA là bộ ba kết thúc. Thì ở đây lại xuất hiện đột biến, xuất hiện bộ ba kết thúc. Cho nên là tạo ra có thể ngắn hơn, đúng. Bởi vì nó xuất hiện bộ ba kết thúc. Ý thứ tư. Nếu đột biến mắc một cặp nu ở vị trí 1, mắc GX ở vị trí số 1, thì alen mới tổng hợp chuỗi polypeptide có thể ngắn hơn các quy định. Đúng, mình thấy rồi, mất thì nó sẽ bị dịch ra hết. Bây giờ ở đây mình có 6 axit amin đúng không? Thì giờ nó mất đi. Bắt đầu tính lại là AAA là 1 nè. XXXG là 2 nè. GXAA là 3. XGG là 4. TXA là 5. Thì lúc bây giờ chỉ mới có 5 axit amin. Cho nên nó sẽ bị ngắn hơn. Một số bạn chỗ này sẽ đi tìm cái axit amin kết thúc. Coi thử có bộ ba kết thúc xuất hiện hay không. Nhưng mà không thấy xuất hiện thì nghĩ là bằng, nhưng chú ý là đột biến mất. Mất thì nó sẽ có thể làm ngắn hơn so với quy định. Nãy đang 6, bây giờ mất chỉ còn 5. Đang tính ra mới bằng 5 thôi, tiếp tục lùi như vậy thì nó sẽ làm ít hơn. Vì vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án đúng. Có 2 đáp án đúng.